Người hùng tay không bắt trọn bé gái rơi khỏi tầng 2 chung cư. Mới đây, dư luận đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đang vô cùng bàng hoàng và thót tim trước cảnh tượng một thiếu niên dùng tay ôm trọn một bé gái rơi khỏi tầng 2 tòa chung cư. Cụ thể, người hùng trong đoạn clip là chàng thiếu niên có tên Forzi Zabach, 17 tuổi. Theo chia sẻ, lúc xảy ra sự việc, Forzi Zabach đang đi bộ trên đường đến nơi làm việc ở quận Fatih thuộc thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ thì bất ngờ phát hiện thấy một bé gái 2 tuổi người Syria chơi gần cửa sổ. Nhận thấy cửa sổ đang mở trong hoác và có dự cảm chẳng lành, Forzi Zabach đã dừng lại và hô hoán người dân xung quanh tới giúp đỡ. Đúng như dự đoán của Forzi Zabach, lúc này bé gái đã rơi khỏi cửa sổ của tầng 2 căn hộ. Điều may mắn là Forzi Zabach đã kịp thời phản xạ, giang cả hai tay đón lấy cô bé vào lòng trước sự chứng kiến đầy bàng hoàng của cư dân xung quanh. Sau khi theo dõi vụ việc, đông đảo cộng đồng mạng đã hết lời khen ngợi cho hành động dũng cảm, tuyệt vời của chàng thiếu niên trẻ tuổi. Bởi nếu không anh chàng không phát hiện ra sự việc kịp thời thì không ai dám chắc hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào với bé gái. Được biết, sau sự cố tai nạn bé gái không bị thương tích gì nhưng em rất hoảng sợ. Forzi Zabach cho những người hàng xóm cố gắng vỗ về, trấn an bé gái trước khi đưa em về với gia đình. Theo truyền thông đưa tin, lúc xảy ra sự việc, mẹ của đứa trẻ đang nấu ăn trong bếp nên đã rời mắt khỏi con gái. Cô không ngờ lại xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Sau vụ việc, gia đình bé gái gửi tặng Forzi Zabach 200 lira, 800.000 đồng để cảm ơn hành động tuyệt vời của cậu.